giờ mình chuẩn bị, mình quay clip chuẩn bị là múa gồng nhang và rước kiệu ở rước Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Bây giờ mọi người tập trung đông quá trời đông luôn rồi. Thành viên hả? Rồi bây giờ là sắp tới giờ đó, rất là đông người luôn. Bây giờ ở đây là mấy ngàn người luôn đó. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Mấy ngàn người đang chuẩn bị cái gì? Đón lễ hả? Vậy. Cái gì? Là bây giờ là 5:30 chiều các bạn, chưa có rước kiệu tới, chưa có múa gồng nhang gì hết. Người ta bây giờ đông khủng khiếp luôn. Người ta bây giờ dòm về đây đông khủng khiếp luôn, cửa nào cũng đông nghẹt hết. Rồi rồi dựng tắt đi. À, bạn thấy đầm thấy rồi, đầm khủng khiếp chưa? Thank you.
bây giờ nó quá thời rồi. Tôi ra đúng không ạ? Có bên kia tụi bạn tụi bạn. Giờ mình đi ra đúng không ạ? Khỏi vậy. Tôi ra hoài quá.